Dạ, bao nhiêu tiền ký ngoài? 15 ngàn hả con? Dạ, sao ngoài bán rẻ vô ngoài? Để con bán chạy mau hết. Dạ, ngoài năm nay ngoài được bao nhiêu tuổi rồi? Ngoài 70, ông 80, ông chợ cho bà đi bán. Trời ơi, vậy hả? Ông ngoại, sức khỏe ông ngoại như thế nào? Chúc mừng ông ngoại. Bà ngoại cũng khỏe không? Khỏe. Vậy là cái này mình mua bán lại hả ngoại? Mua bán lại. Dạ. Mà mua 100 ký bà kiếm được 200 ngàn. Trời ơi, bán 100 ký mà có 200 ngàn à. Vậy là lợi ích quá vậy ngoại. Lợi có 2 ngàn à. Dạ. Mà cô này cũng còn không mua nữa. Dạ. Rồi ạ. Ông bà ngoại bán về thì ông bà ngoại có lo cho ai không? Không, không lo ai hết á. Mấy đứa con đó, đó là có hai thằng trai như con. Dạ. Có tài xế. Dạ. Tài xế thành bưởi á, rồi bị bể nợ rồi, người ta nghỉ rồi. Dạ. Rồi nó lái xe bích. Dạ. Vậy là ông bà ngoại bán cực đi vận chuyển đi mua mà bán ra mà lời có ngày có 200 ngàn à. Lại để con ơi, còn hơn bán vé số lội không nổi. Dạ, thương quá. Nó đau. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn. Dạ. Hôm nay con chia sẻ với ngoại nghe. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là cô Quý ở tại Mỹ. Cô ấy thì rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. 2 giờ đi rồi con. 2 giờ sáng đi rồi hả ngoại? Mà bà ăn sáng ổng ăn cái hồng vịt, bà ăn cái hồng vịt đó, không dám mua đồ ăn à. Trời ơi, thương quá. Để tiền đóng tiền điện. Dạ. Hôm nay con xin phép cô Quý tặng cho ngoại phần lì xì nhỏ nhỏ. Vậy hả? Của ít đồng nhiều. Ôi bà cảm ơn nha, bữa nay bà giàu rồi. Con bà cảm ơn con. Dạ, để cho ngoại. Tôi cho ông 100. À dạ. 200 mua gạo ăn. Dạ, ngoại cứ cất đi, con tặng ông ngoại riêng. Dạ. Dạ. Bà bữa nay bà hết gạo ăn. Dạ, thương quá. Thì hy vọng với tấm lòng của cô Quý. Dạ. Sẽ giúp cho ngoại có bữa cơm ngon miệng hơn. Dạ. Cùng với ông ngoại ở nhà. Vậy cảm ơn con, bữa nay bà lời tới được 500. Nay 300 rồi, bữa nay 200 rồi. Dạ. Ông ngoại nhắn gửi gì với cô? Mà bữa nay con dư cô nha. Dạ. Xin gửi lời chân thành cảm ơn cô Quý. Cô Quý. Dạ. Trời ơi, nói bà nổi ốc nè, bà mừng quá, bà nổi ốc. Lớn tuổi rồi. Dạ, mừng quá ngoài ha. Thành thử là tạo điều kiện cũng khó khăn. Dạ. Để cô giúp đỡ cho ông, xin gửi lời chân thành cảm ơn cô Quý. Dạ, cảm ơn ông ngoại. Thì bữa nay con cũng xin cô Quý sẽ tặng cho ông ngoại phần quà. Dạ, thì do độ tuổi ông ngoại lớn, thành ra con xin phép là gửi hơn bà ngoại một chút. Dạ, thì đây là tấm lòng cô Quý tặng cho ông ngoại ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn cậu. Dạ. Trước là cô Quý, sau là cậu. Dạ. Giúp đỡ ông già. Cảm ơn ông ngoại. Mới 2 giờ đi rồi con ơi, mà không dám mua đồ ăn. Thương quá. Dạ. Hy vọng là ông bà ngoại sẽ có bữa cơm ngon hơn trong vài ngày sắp tới với tấm lòng cô Quý. Mới mua 2 tờ giấy chỗ. Dạ. Dạ, cầu may ngoại ha. Dạ, rồi con xin phép cho ông bà ngoại nha. Dạ, bán hết sớm thì sớm nha. Dạ, con cảm ơn. Dạ, con ra con xem bài xong cái. Dạ. Dạ, con chào bác. Dạ, bác năm nay bác được bao nhiêu tuổi rồi? 63. Dạ, rồi bác bị như thế nào mà phải lết vậy bác? Tai biến. Tai biến, bác bị bao lâu rồi? Bị 9 năm rồi. 9 năm. Bác có gia đình không? Vợ con á? Vợ bỏ. Dạ. Rồi bây giờ bác đang ở với ai? Ở đi. Con trai. Con trai. Đến được 33 tuổi à. Dạ, rồi bác đi xin tiền hả? À. Một ngày bác xin vậy thì được bao nhiêu? Bán số nè. À, bán vé số hả? Bán số. Dạ. Vé số. Sao này? Nhất không cho trả. À, dạ. Ôm lỗ. À, thành ra là đi xin. Đi xin chứ ăn nữa. Bây giờ một ngày bác xin được bao nhiêu? Tiền cứ chợ, tiền dạ. Chợ nè. Dạ. Cho. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với bác nha. Bữa nay gặp bác là cái duyên. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là cô Quý ở tại Mỹ. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh mà bị bệnh như bác. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho bác nha. Để cho bác đỡ vất vả hơn ha. Trong cuộc sống của mình nha. Đây là tấm lòng cô Quý tặng cho bác ngày hôm nay. Dạ. Bữa nay bác nhận được phần quà này bác cảm giác như thế nào? Bác có nhắn gửi gì với cô Quý không?
Bác cảm ơn cô Quý đi. Cảm ơn. Dạ, chúc bác giữ gìn sức khỏe và xin được nhiều hơn nữa nha. Dạ, con chào bác nha. Giờ tiền của bác ấy, ngày trước thì bác ấy có bán vé số, để em thấy có một cái giỏ vé số ở đây, nhưng mà bán ra bán không hết, thành ra bị lỗ rồi cô chú anh chị, thành ra thôi chuyện qua đi xin. Nói chung mình cũng chỉ cuộc sống thôi, chứ không ai mà muốn đi xin phải không ạ? Dạ rồi, con chào bác nha. Dạ, chúc bác xin được nhiều hơn nữa. Dạ, con chào nội. Dạ, nội bán gì vậy nội? Bán gì đó con? Bán chuối hả nội? Chuối. Dạ, chuối này của nội là nội mua bi bán lại hay đồ nhà? Dạ, nội năm nay nó được bao nhiêu tuổi rồi nội? 39. Dạ, chuối bây giờ nội bán bao nhiêu một nải nội? Chuối hả? Dạ. 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 Vậy là ít vậy đó hả nội ha? Vậy một ngày mà nội bán nội trừ vốn luôn mình còn được bao nhiêu nội? Sống gần được vài chục đủ uống thuốc. Dạ. Lắm. Dạ. Bây giờ nội bị đau ở đâu? Đủ thứ đau luôn. Dạ. Dạ. Mà bây giờ nội đang ở với ai? Dạ. Con cháu của nội đâu? Ai đưa con chết hả? Sao bị sao vậy nội? Bệnh đó. Bệnh đó ha. Rồi không nội đâu nội. Không chết lâu rồi. Rồi mất luôn rồi. Trời ơi. Vậy là một ngày là nội bán được bao nhiêu đây, là nội mua thuốc hết luôn nha. Cũng được trăm mấy, 100 mấy 200 mà tiền thuốc là cũng hết rồi, phải lắm chục rồi. Dạ. Thuốc dữ lắm. Vậy là bây giờ bán thì cho bán vậy thử. Dạ. Không có mặn. Vậy là nội ở con mình thôi. Dạ. Ở nhà nhỏ. Hôm nay con chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Sau khi mà biết được hoàn cảnh của nội, thì ngày hôm nay con xin phép chia sẻ với nội. Con sẽ thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Quý ở tại Mỹ. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại, để cho ngoại mua thuốc uống cũng như là mua đồ ăn. Ăn có rượu đào ăn ngày không hết. Dạ. Đi về đắm tắm theo vậy. Dạ. Đây là tấm lòng cô Quý tặng cho ngoại ngày hôm nay. Cảm ơn. Dạ, ngoại đếm giùm con ơi, cô Quý tặng ngoại bao nhiêu? Cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ, ngoại đếm giùm con xem cô Quý tặng ngoại bao nhiêu? Dạ, bao nhiêu ạ? Con sẽ xin cô Quý tặng cho ngoại thêm 300 nữa, để cho ngoại để dành mua thuốc uống. Dạ. 20.000 cả 2-3 ngày. Dạ. Dạ. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Bích, đang ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Mừng lắm. Ngoại có nhắn gửi dạ, nó bị chín đó, bán không kịp là lỗ đó. Dạ. Nó có nhắn gửi gì với cô Quý không? Đó là người đã tặng cho mình. Đấy là về nó thằng nội ra ta tặng cho mấy em mấy con mấy cậu nha. Cảm ơn nhiều nhiều quá con. Dạ. Giờ sống ở đâu hay nãy có biết sao vậy? Dạ. Cảm ơn nội, chúc nội giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Sống ở đâu hay nãy thôi. Bớt được phần nào hay phần đó nghe nào. Dạ. 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 Cảm ơn nhiều con. Xin phép chào nội nha. Dạ. Dạ, con chào ngoại. Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi? 74. Dạ, một ngày ngoại bán được bao nhiêu tờ ngoại? Được 120 tờ. Dạ, ngoại bán gì thì ngoại có lo cho ai không? Hai bà cháu sống, hai bà cháu, người cháu đi học. Bởi mình hộ nghèo đó thì mình ngày nào ăn ngày nấy. Dạ, còn ông ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Ông ngoại năm nay 72 mà ông ngoại mất rồi. Dạ. Vậy là ngoại bán nhà ngoại lo cho cháu nha. Lo cho cháu đi học. Dạ. Hôm nay gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Con sẽ xin phép cô Quý là một nhà hảo tâm ở Mỹ sẽ tặng cho ngoại một phần quà nho nhỏ để cho ngoại mua gạo hay là mua thức ăn ăn cùng với cháu của mình nha. Dạ. Dạ. Thì hôm nay mà cô Quý tặng cho ngoại. Bây giờ cô Quý thì còn lại 253.000. Dạ. Ngoại cầm trước giùm con đi. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Dạ, rất mừng. Tại ngoài... mình đang khổ, có tiền dạ. Này rất mừng. Dạ, ngoài có nhắn gửi gì với cô Quý không? Có nhắn gửi
lời về thăm của quý khỏe mạnh, giúp đỡ cho hộ nghèo là rất mừng lắm. Cảm ơn ngoại. Thì tiếp theo thì con chia sẻ với ngoại, thì đối với hoàn cảnh lớn tuổi như ngoại, con cảm giác bao nhiêu đó là chưa có đủ. Thành ra con sẽ xin phép thay mặt cô Dung ở tại Mỹ tặng cho ngoại thêm một phần nho nhỏ nữa nghe. Dạ. Tại vì ngoại đã hộ nghèo. Dạ. Thì con sẽ xin cô Dung tặng cho ngoại thêm 116.000 nữa. Thì đây là tấm lòng của cô Dung tặng cho ngoại. Dạ, đây là cảm ơn cô Dung cũng khỏe mạnh đang mà giúp đỡ cho hộ nghèo, rất cảm ơn. Dạ, chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ, có một bữa cơm ngon miệng cùng với cháu của mình. Dạ. Bán hết sớm về sớm nha ngoại. Dạ. Dạ, xin phép chào ngoại nha. Mấy ngày nay nó nhất cái giò cái bị bệnh sốt á. Dạ. Gắm đi bán không chết, tại dạ. Mình không có cơ sở gì làm. Dạ, chào ngoại mua thuốc uống nha. Dạ, xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn ngoại. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Ngoại bán ba khía. Ba khía hả ngoại? À, tỏi. Dạ, tỏi. Con ơi, lá dạ. Cá. Cái này là gì vậy ngoại? Cái này cái miếng muối. À, không có, ngoại bán cái gì ở đây mà nó bị trống ở đây nè. Bán chanh mà chưa có đổ ra. À, dạ. Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Ngoại 70 tuổi con. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Ôi, bà ngoại bệnh lê lịa thì ngồi có nổi đâu. Dạ. Đau ba sườn, sống dạ. Quá con ơi. Một ngày mà ngoại bán cái này ngoại trừ chi phí vốn luôn mình còn được bao nhiêu ngoại? Ê, đủ ăn hả con ơi? Ít gì đó hả ngoại? Bán ít dạ. Gì tại ngoại bệnh nó không có làm được nhiều. Dạ, mà ngoại bán về thì ngoại có lo cho ai không? Không, bây giờ ngoại có mình anh ngoại à. À dạ, con cháu đâu hết rồi ngoại? Có cháu mà nó ở riêng, ở chồng con không có luôn mà ngoại à. À ngoại không có gia đình hả? Không. Dạ, vậy là ngoại ở con mình thôi ha. Ngoại có mình rồi con. Dạ. Ráng đi bán bậy bạ đó vậy con ơi. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. À. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. À. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Yeah. Đó là cô Dung ở tại Mỹ. Yeah. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thêm cái nữa hoàn cảnh của ngoại chỉ có một mình thôi. Thành ra ngày hôm nay con thay mặt cô ấy tặng cho ngoại một phần quà nho nhỏ. Cũng ít đồng nhiều. À, cảm ơn con. Đây là tấm lòng cô Dung à, tặng cho ngoại ngày hôm nay nha. Ngoại đếm giùm con cho ngoại được bao nhiêu? 500 con. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Ngoại mừng lắm. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với cô Dung không? Gửi lời cảm ơn cô Dung nhiều. Dạ. Cô Dung chúc ngoại ha sẽ phục hồi được sức khỏe, được phần nào hay phần đó nha. Chúc cô Dung mạnh khỏe nha. Cảm ơn ngoại. Dạ. Chúc ngoại có buổi cơm ngon miệng. Mày xin phép chào ngoại nha. Chào con. Cảm ơn ngoại. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán bánh gì nè, bán bánh bò, bánh lợn, rau câu rồi à. Bánh lọt rồi, trứng tha, bánh dạ. Rượu, đồ đủ thứ, trứng sáo. Dạ, bánh này là, cái này là trong đây là cái gì vậy ngoại? Cái này xôi giò, cái này xôi đường. Dạ, ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Ngoại 78 tuổi. 78 rồi hả ngoại? Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Cũng khỏe mới đi bán. Chúc mừng ngoại. Dạ, bánh này của ngoại là ngoại mua đi bán lại hả ngoại? Cái mần ít nhất nếp của con gái nó mần rồi nó đem lại cho bán. Dạ. Bây giờ ngoại còn làm bánh nổi không? Nổi, mần dạ. Xôi, mần bánh nùng rồi bánh được. Dạ. Một ngày mà ngoại bán cái này ngoại trừ hết chi phí thì mình còn được khoảng bao nhiêu ngoại? Cũng bán đắt thì cũng còn được vài 200 ế thì nó không tới. Dạ, ít vậy đó ngoại ha. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nghe. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là cô Dung ở tại Mỹ. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Để cho ngoại để dành đó. Để khi nào mà có đau nhức gì đó thì ngoại có thể dùng nó để mua thuốc. Dạ, thì đây là tấm lòng cô Dung ở Mỹ tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ, ngoại đếm giùm con coi ngoại được bao nhiêu? Được 4 tờ. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Trời ơi, bán 2-3 ngày mới được nhiêu đây à. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với cô Dung không? Thì cũng cảm ơn cô. Dạ. Có lòng hảo tâm và cảm ơn nha. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe và bán hết sớm về sớm. Dạ. Ngoại ha. Dạ, vậy chứ cũng còn cái chuyện bán mỗi ngày á. Cảm ơn ngoại. Bệnh thì uống thuốc. Dạ. Rồi á khỏe khỏe đi chứ cũng không có dám.
nghỉ. Dạ. Con cháu mình nó đi học đi hành hết rồi, nó ai đó. Cảm ơn ngoại, tôi xin phép chào ngoại nha. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nơi đây thì cách thành phố Trà Vinh chắc khoảng 60 km, hướng ra ngoài biển đó cô chú anh chị. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của những nhà hảo tâm tiếp theo để hỗ trợ những phần quà bằng tịnh tài, bằng tiền ở đây.
để gửi đến cho những hoàn cảnh lớn tuổi cũng như những hoàn cảnh khuyết tật, bệnh tật đỡ được cái phần nào đó vất vả trong cuộc sống. Thì buổi sáng ngày hôm nay, đầu tiên em sẽ dùng số tiền còn lại của cô Lucy Nguyễn là 300.000 đây. Còn chú anh chị có thể xem là em sẽ trao tấm lòng cô Lucy trước ở tại Mỹ. Thì sau khi em trao hết tấm lòng của cô Lucy thì em sẽ xin phép trao tới tấm lòng của cô Quý ở Mỹ mà có gửi về cho em là 100 đô. Thì hôm bữa em đổi được với tỷ giá khá thấp, với tỷ giá chỉ có 2.553.100 đô. Thì đây, để cô chú anh chị xem em. Sau khi em trao xong tấm lòng cô Lucy thì em sẽ trao tới cô Quý. Mà khi mà em trao cô Quý xong rồi thì chắc chắn là cũng chưa đủ đâu cô chú anh chị. Một buổi chợ sáng mà một cái ngôi chợ tại thị xã thì nó rất là lớn, thì chắc chắn là không đủ. Thì em sẽ tiếp tục, em thay mặt cô Lê Thị Dung và có gửi về cho em 200 đô. Thì em đổi với tỷ giá là 2.558.000. 200 đô thì em được là 5.116.000, là tấm lòng của cô Lê Thị Dung. Mà nếu mà em trao hết tấm lòng của ba nhà hảo tâm mà vẫn chưa đủ thì em sẽ xin phép tấm lòng của nhà hảo tâm tiếp theo, đó là cụ ông Nguyễn Dắt Hoa và là cụ Hoa, có gửi về cho em là 300 đô. Em đổi được với tỷ giá thì nó cao hơn, 2.562.000. Thì 300 đô em được là 7.686.000. Đó là tấm lòng của cụ ông Nguyễn Dắt Hoa. Dạ. Thì buổi sáng ngày hôm nay em tính là em sẽ trao tấm lòng của bốn nhà hảo tâm ở tại chợ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đây. Thì phải nói là ở Duyên Hải, Trà Vinh, một trong những ngôi chợ em thấy cũng rất là rộng lớn luôn. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi vào trong chợ để trao tấm lòng của cô Lucy với cô Quý trước, cô chú anh chị ha. Dạ. Em thì em đang đứng ở chỗ này là chỗ trung tâm thương mại dịch vụ, nhưng có lẽ là trung tâm này người ta không có khai thác ở trong đây, hoặc là người dân không có mua bán trong đây á cô chú anh chị. Thành ra nhìn nó rất là vắng luôn, mà nó lại tiện trong cái việc mà để đậu xe. Thời điểm bây giờ thì cô chú anh chị thấy là mới có 6 giờ mấy thôi mà đã xuất hiện những cái cơn mưa ướt đường như thế này. Đây cô Lucy 300, cô Quý 100. Rồi em dùng phần quà đầu tiên nha cô chú anh chị. Như cô chú anh chị có thể thấy đó, là ở tại đây là lần đầu tiên em mới có ghé tới Duyên Hải. Cái khoảng thời gian trước đó thì có một lần em đi quay biển Ba Động á. Thì biển Ba Động thì nó cách đây chắc cũng khoảng mười mấy cây số á, nhưng mà đi cái hướng bên kia chứ không phải đi cái hướng này. Dạ, đây là thị xã Duyên Hải, đường nó tương đối khá là rộng cô chú anh chị. Rồi, em mời cô chú anh chị cùng vô chợ chung với em nha. Mà em thấy có vẻ như là mật độ dân số dưới này nó cũng không có quá đông, tại vì em tới đây thì hồi chiều tối ngày hôm qua. Bình thường mà để em phát những khu chợ là em sẽ bắt buộc tìm kiếm cái chỗ nghỉ ngơi, chứ không có thể nào mà mình có thể làm thức mà khuya mà đi tới đây sáng sớm mà làm thì nó hết cái nó khi mà chạy một cái quãng đường xa nó bị mệt tới cô chú anh chị. Đường Phạm Văn Nui là đường này là cũng vô chợ này cô chú anh chị ha. Đây để em quay cái cổng chợ cho cô chú anh chị xem trước. Và đây, đây là cổng chợ, chợ Duyên Hải. Đây ngoài đây thì người ta bán cơm, bún với bánh mì, bánh ướt, xôi. Thì như thường thường cô chú anh chị biết là ở trong chợ mà thường nằm ở khúc ngoài á, là người ta sẽ bán là một là quần áo, hai là đồ gia vị ha. Rồi bây giờ để em coi em đi hướng nào vô. Xôi mặn, xôi gà, cơm chiên châu, bánh bột lọc. Ở đây em thấy là mỗi người bán mặt hàng khác nhau hết. Ôi, cái đường này cũng vắng quá trời ha.
chắc có vẻ như quần áo người ta chưa dọn ra cô chú anh chị. Ờ, thì em đi được chiếc cây. À, đây là khu trái cây. Đây là khu trái cây thì cũng không có đông quá luôn, chỉ có mấy sạp bên ngoài đây thôi. Rồi, giờ em thử đi bên đây nha. Cái khu vực này á, thì em thấy là có nhiều. Cái khu vực này là cái khu vực bán rau cải á cô chú anh chị. Đây, cấm xe tải từ 5 giờ tới 11 giờ. Hiện tại thì em nhìn sơ sơ thì em thấy rất là nhiều người bán vé số luôn á. Nhưng mà lớn tuổi thì em chưa thấy. Ở bên đường đây là em đi là đường 3 tháng 2 khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Đây, cô chú anh chị thấy đang có bán cây kiển này cô chú anh chị. À, cũng là cái khu vực mà cá với tàu phía sau này khá là đông. Phía trước này là các quầy hàng may mặc thì nó không đông bằng. Thì ngày hôm qua em cũng có lạng vô đây để coi thử. Thành ra em thấy là khu vực này em thấy là bán chợ rau. Khi mà tới trước á, thì ở lại thì cô chú anh chị biết á, là khi mà mới sáng mình thức á, thì gần như là cơ thể nó rất là khỏe luôn. Đó lý do vì sao mà buổi sáng quay thì nó tương đối là khá là khỏe khoắn. Hình như là chợ Duyên Hải này không biết người ta có bán hồi khuya không mà thấy cái quang cảnh này giống như là bán hồi khuya vậy đó cô chú. Đường 1 tháng 5. Dạ, con chào cô. Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? Cô 63 rồi. Dạ, một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Có nhiêu nè. Dạ. Bán tờ mấy ạ? Cô bán từ hồi mấy giờ tới giờ? À, 4 giờ. Dạ, 4 giờ, 4 giờ là cô bán hả? Sao cô bán sớm vậy? Cái gì, 4 giờ ngủ được ra bán 7. Dạ, vậy là một ngày cô lợi có 100 mấy thôi. À. Cô bán vậy cô có lo cho ai không? Không lo ai, uống thuốc. Dạ, cô bị bệnh gì? Bệnh đủ thứ à. Dạ, một ngày cô tốn hết bao nhiêu tiền thuốc? Mấy chục ngàn à. Dạ, mà bây giờ thì cô đang ở với ai? Mình à. Dạ, ông xã cô... Chết rồi. Dạ, con cháu thì đi hết rồi hả cô? Con cháu ở Tây Ninh á. Dạ, bữa nay thì gặp cô là cái duyên nha. Thì trước hỏi thăm sức khỏe của cô, sau là con sẽ xin phép thay mặt cô Lucy, là một nhà hảo tâm ở Mỹ. Cô ấy là rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như cô.
ra ngày hôm nay cô Lucy tặng cho cô phần quà nho nhỏ nha. Cũng ít lòng nhiều. Dạ. Lòng nhiều. Thì chúc cô phục hồi được sức khỏe, được phần nào hay phần đó, với tấm lòng cô Lucy. Cô cảm ơn con nhiều. Bữa nay cô nhận được phần quà, cô cảm giác như thế nào? Cảm giác là người giúp đỡ cho mình, rất cảm ơn nhiều lắm. Cô nhắn gửi gì? Dạ. Nhắn gửi những người mà cho gì á, phần quà là gì mang ơn con. Dạ. Rất là nhiều. Chúc cô phục hồi sức khỏe nghe. Dạ, bán hết sớm về sớm. Dạ, xin phép chào cô. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Ủa chợ này là bán hồi khuya luôn hả cô hả? 4 giờ, 2 giờ nhóm hả con? Dạ, con cảm ơn. Dạ, con chào bác. Bác năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? 66 rồi. Dạ. 67 chứ? 67. Một ngày bây giờ bác bán được bao nhiêu tờ? 200 à chú. Dạ, bán về bác có lo cho ai không? Cho vợ với con. Dạ, vợ bác được bao nhiêu tuổi rồi? Vợ 66 rồi. Dạ. 67. Dạ, hôm nay gặp bác là cái duyên ha. À. Con sẽ xin phép thay mặt cô Quý là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ thì sẽ có phần quà nho nhỏ tặng cho bác để cho bác mua gạo ăn cùng với gia đình có một bữa cơm ngon miệng hơn. Đây là tấm lòng của cô Quý ở Mỹ tặng cho bác ngày hôm nay nha. Bữa nay bác nhận được phần quà bác cảm giác như thế nào? Mừng chú. Bác có nhắn gửi gì với cô Quý không? Nhắn gửi thăm mạnh giỏi nha chú. Dạ. Chúc khỏe giàu ha. Chúc bác có bữa cơm ngon miệng cùng gia đình. Dạ. Tấm lòng cô Quý. Dạ. Bán hết sớm về sớm bác nha. Dạ. Dạ, xin phép cho bác nha. Con mừng chú ạ. Để em đi một vòng ở ngoài, sau đó là em vô bên trong chương trình. Vậy là chợ này là bán hồi khuya rồi. Đây có một cái dòng sông cũng tương đối khá là bự nè cô chú chị ha. Khu bán thịt ở bên đây. Bên đây thì bán rau củ với dạ bao nhiêu tiền ký ngoài? 15.000 hả con? Dạ sao ngoài bán rẻ vậy ngoài? Để con bán chạy mau hết. Dạ ngoài năm nay ngoài được bao nhiêu tuổi rồi? Ngoài 70, ông 80, ông chợ cho bà đi bán. Trời ơi vậy hả? Ông ngoại sức khỏe ông ngoại như thế nào? Chúc mừng ông ngoại. Bà ngoại cũng khỏe không? Khỏe. Vậy là cái này mình mua bán lại hả ngoại? Mua bán lại. Dạ. Mua 100 ký bà kiếm được 200.000. Trời ơi bán 100 ký mà có 200.000 à? Vậy là lợi ít quá vậy ngoại. Lợi có 2.000 à? Dạ. Mà cô này cũng còn không mua nữa. Dạ. Rồi ông bà ngoại bán về thì ông bà ngoại có lo cho ai không? Không, không lo ai hết á. Mấy đứa con đó mà có hai thằng trai như con. Dạ. Có tài xế. Dạ. Tài xế thành bưởi á, rồi bị bể nợ rồi người ta nghỉ rồi. Dạ. Rồi nó lái xe bích. Dạ. Vậy là ông bà ngoại bán cực đi vận chuyển đi mua mà bán ra mà lời có ngày có 200.000 à. Dạ. Để con ơi còn hơn bán giấy số lội không nổi. Dạ thương quá. Cái đồ nó đau. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn. Dạ. Hôm nay con chia sẻ với ngoại nghe. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là cô Quý ở tại Mỹ. Cô ấy thì rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. 2 giờ đi rồi con. 2 giờ sáng đi rồi hả ngoại? Mà bà ăn sáng ăn ổng ăn cái hồng dịch bàn cái hồng dịch đó không dám mua đồ ăn à. Trời ơi thương quá. Để tiền đóng tiền điện. Dạ. Hôm nay con xin phép cô Quý tặng cho ngoại một phần lì xì nhỏ nhỏ. Vậy hả? Của ít lòng nhiều. Tôi bà cảm ơn nghe, bữa nay bà giàu rồi. Con bà cảm ơn con. Dạ, để cho ngoại. Tôi cho ông 100. À dạ. 200 mua gạo ăn. Dạ, ngoại cứ cất đi con tặng ông ngoại riêng. Dạ. Dạ. Bà bữa nay bà hết gạo ăn. Dạ, thương quá. Thì hy vọng với tấm lòng của cô Quý dạ sẽ giúp cho ngoại có bữa cơm ngon miệng hơn. Dạ.
cùng với ông ngoại ở nhà. Vậy cảm ơn con, bữa nay bà lời tới được 500, nay 300 rồi, bữa nay 200 rồi. Dạ, ông ngoại nhắn gửi gì với con? Mà bữa nay con dư dư con nha. Dạ, xin gửi lời chân thành cảm ơn cô vì cô quý. Cô quý. Dạ. Cô quý. Dạ. Trời ơi, nói bà nổi ốc nè, bà mừng quá, bà nổi ốc. Lớn tuổi rồi. Dạ, mừng quá ngoài ha. Thành thử rồi là tạo điều kiện cũng khó khăn. Dạ. Để cô giúp đỡ cho ông, xin gửi lời chân thành cảm ơn cô quý. Dạ, cảm ơn ông ngoại. Thì bữa nay con cũng xin cô quý sẽ tặng cho ông ngoại một phần quà. Dạ, thì do độ tuổi ông ngoại lớn, thành ra con xin phép là gửi hơn bà ngoại một chút. Dạ, thì đây là tấm lòng cô quý tặng cho ông ngoại ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn cậu. Dạ. Trước là cô quý, sau là cậu. Dạ. Giúp đỡ ông già. Cảm ơn ông ngoại. Mới 2 giờ đi rồi con ơi, mà không dám mua đồ ăn. Thương quá. Dạ. Hy vọng là ông bà ngoại sẽ có bữa cơm ngon hơn trong vài ngày sắp tới với tấm lòng cô quý. Mới mua 2 tờ giấy chỗ. Dạ. Dạ, cầu mai ngoài ha. Dạ, rồi con xin phép cho ông bà ngoại nha. Dạ, bán hết sớm thì sớm nha. Dạ, con cảm ơn. Dạ, con ra con xem bài xong cái. Dạ. Nước ở đây thì em thấy nó cũng giống như ở những cái tỉnh khác thôi cô chú anh chị. Mình chắc có lẽ nó có hơi một cái vị mặn nho nhỏ hay sao thì không, em nghĩ là vậy. Dạ. Kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. Cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe. Con đi nghe ông ngoại. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Dạ, con chào bà ngoại nha. Cảm ơn con. Cảm ơn ngoại. Dạ, con chào bác. Dạ, bác năm nay bác được bao nhiêu tuổi rồi? 63. Dạ, rồi bác bị như thế nào mà mình phải lết đết vậy bác? Tai biến. Tai biến, bác bị bao lâu rồi? Bị 9 năm rồi. 9 năm. Bác có gia đình không? Vợ con á? Vợ bỏ rồi. Dạ. Rồi bây giờ bác đang ở với ai? Ở đi. Con trai. Con trai. Đến được 33 tuổi à. Dạ, rồi bác đi xin tiền hả? Một ngày bác xin vậy thì được bao nhiêu? Bán số nè. À, bán vé số hả? Bán số. Dạ. Vé số. Sao rồi? Biết không cho trả. À, dạ. Ôm lỗ. À, thành ra là đi xin. Đi xin chứ ăn nữa. Bây giờ một ngày bác xin được bao nhiêu? Tiền cứ chợ, tiền cứ chợ nè. Dạ. Cho. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với bác nha. Bữa nay gặp bác là cái duyên. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Quý ở tại Mỹ. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh mà bị bệnh như bác. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho bác nha. Để cho bác đỡ vất vả hơn ha, trong cuộc sống của mình nha. Đây là tấm lòng cô Quý tặng cho bác ngày hôm nay. Dạ. Bữa nay bác nhận được phần quà này bác cảm giác như thế nào? Mừng. Bác có nhắn gửi gì với cô Quý không? Bác cảm ơn cô Quý đi. Dạ. Chúc bác giữ gìn sức khỏe và xin được nhiều hơn nữa nha. Dạ. Con chào bác nha. Chiếc xe điện của bác ấy. Ngày trước thì bác ấy có bán vé số, để em thấy có một cái giỏ vé số ở đây. Nhưng mà bán thì bán không hết, thành ra bị lỗ rồi cô chú anh chị. Thành ra thôi chuyển qua đi xin. Để
nói chung là cũng vì cuộc sống thôi, chứ không ai mà muốn hy sinh thôi mà. Dạ rồi, con chào bác nha. Dạ, chúc bác sinh được nhiều hơn nữa. Dạ con chào nội. Dạ nội, nội bán gì vậy nội? Bán gì đó con? Bán chuối hả nội? Chuối. Dạ chuối này của nội là nội mua đi bán lại hay đồ nhà? Mua đi bán lại. Dạ nội năm nay nội được bao nhiêu tuổi rồi nội? 89. Dạ chuối bây giờ nội bán bao nhiêu một nải nội? Dạ bán bên tôi sẽ bán 15. Dạ. Dạ vậy là ít vậy đó hả nội ha? Vậy một ngày mà nội bán nội trừ vốn luôn mình còn được bao nhiêu nội? Chống được vài chục đủ uống thuốc. Dạ. Dạ. Bây giờ nội bị đau ở đâu? Đủ thứ đau luôn. Dạ. Dạ. Mà bây giờ nội đang ở với ai? Dạ. Con cháu của nội đâu? Hai đứa con chết. Ờ sao bị sao vậy nội? Bệnh á. Bệnh á ha. Rồi không nội đâu nội. Không chết đâu rồi. Rồi mất luôn rồi. Trời ơi. Vậy là một ngày là nội bán được bao nhiêu đây là nội mua thuốc hết luôn á ha. Được trăm mấy. Trăm mấy 200 mà tiền thuốc là cũng hết rồi. Dạ. Vậy là bán cho bán cái thử. Dạ. Vậy là nội ở con mình thôi. Dạ. Ở nhà nhỏ. Hôm nay con chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Sau khi mà biết được hoàn cảnh của nội thì ngày hôm nay con xin phép chia sẻ với nội. Con sẽ thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Quý ở tại Mỹ. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại để cho ngoại mua thuốc uống cũng như là mua đồ ăn. Ăn có lượng đậu ngày không hết. Dạ. Để cho nó cắn theo kìa. Dạ. Đây là tấm lòng cô Quý tặng cho ngoại ngày hôm nay. Cảm ơn. Dạ. Ngoại đếm giùm con ơi, cô Quý tặng ngoại bao nhiêu? Con nhiều nha. Dạ. Ngoại đếm giùm con xem cô Quý tặng ngoại bao nhiêu. Dạ bao nhiêu ạ? Con sẽ xin cô Quý tặng cho ngoại thêm 300 nữa để cho ngoại để dành mua thuốc uống. Dạ. Ăn 20 ngàn cả 2 3 ngày. Dạ. Đậu ăn 1 ngày. Dạ. Cảm ơn con ơi. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Bích nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Mừng lắm. Ngoại có nhắn gửi. Dạ. Nó bị chín đó, bái không kịp là lỗ đó. Dạ. Quá đó bà. Nội có nhắn gửi gì với cô Quý không? Đó là người đã tặng cho mình. Lấy ra về nói thằng nội ra ta tặng cho mấy em mấy con mấy cậu nha. Cảm ơn nhiều nhiều quá con. Dạ. Giờ sống ngày nào hay nãy có biết sao vậy? Dạ. Cảm ơn nội. Chúc nội duy trì sức khỏe nha. Dạ. Sống ngày nào hay nãy thôi. Bớt được phần nào hay phần đó nghe nội. Bệnh quá trời bệnh được. Dạ. Bác đã tiện đạo. Có ăn cho nào cho hai đứa con sức khỏe. Dạ. Phải ăn thuốc bị đồ bị ở sao bị ung thư. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều quá con. Xin phép chào nội nha. Dạ. Dạ con chào ngoại. Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi? 74. Dạ, một ngày ngoại bán được bao nhiêu tờ ngoại? Được 120 tờ. Dạ, ngoại bán gì thì ngoại có lo cho ai không? Hai bà cháu, sống hai bà cháu, người cháu đi dạ. Học. Rồi mình hộ nghèo đó thì mình ngày nào ăn ngày nấy. Dạ, còn ông ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Ông ngoại năm nay 72 mà ông ngoại mất rồi. Dạ. Vậy là ngoại bán nhà ngoại lo cho cháu nha. Lo cho cháu đi học. Dạ. Hôm nay gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Con sẽ xin phép cô Quý là một nhà hảo tâm ở Mỹ sẽ tặng cho ngoại một phần quà nho nhỏ để cho ngoại mua gạo hay là mua thức ăn cùng với cháu của mình nha.
Dạ. Thì thôi thay mặt cô quý tặng cho ngoại. Bây giờ cô quý thì còn lại 253.000. Dạ, ngoại cầm trước giùm con đi. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này, ngoại cảm giác như thế nào? Dạ, rất mừng. Tại ngoài... mình đang khổ, có dạ. Tiền rất mừng. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với cô quý không? Nhắn gửi lời về thăm cô quý khỏe mạnh, giúp đỡ cho hộ nghèo là rất mừng lắm. Cảm ơn ngoại. Thì tiếp theo thì con chia sẻ với ngoại. Thì đối với hoàn cảnh lớn tuổi như ngoại, con cảm giác bao nhiêu đó là chưa có đủ. Thành ra con sẽ xin phép thay mặt cô Dung ở tại Mỹ tặng cho ngoại thêm một phần nhỏ nhỏ nữa nghe. Dạ. Tại vì ngoại là hộ nghèo. Dạ. Thì con sẽ xin cô Dung tặng cho ngoại thêm 116.000 nữa. Thì đây là tấm lòng của cô Dung tặng cho ngoại. Dạ. Vậy là cảm ơn cô Dung cũng khỏe mạnh đang mà giúp đỡ cho hộ nghèo, rất cảm ơn. Dạ, chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ, có một bữa cơm ngon miệng cùng dạ. Với cháu của mình. Dạ. Bán hết sớm về sớm nha ngoại. Dạ. Dạ, xin phép chào ngoại mấy nha. Mấy ngày nay nó nhất cái giò cái bị bệnh sốt á. Dạ. Rám đi bán không chết. Tại dạ. Mình không có cơ sở gì làm. Dạ, chào ngoại mua thuốc uống nha. Dạ, xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn ngoại. Bánh kẹo này có tiếng gì đây, bán gia vị dạ. Con chào ngoại. Dạ, ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Ngoại bán ba kia hả ngoại? À, tỏi. Dạ, tỏi con ơi. Dạ, cái này là gì vậy ngoại? À, không có, ông ngoại bán cái gì ở đây mà nó bị trống ở đây nè. Bán chanh mà chưa có đổ ra. À, dạ. Ngoài năm nay ngoài được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Ngoài 70 tuổi con. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoài như thế nào? Ôi, bà ngoại bệnh lê lịa thì ngồi có nổi không? Dạ. Đau ba sườn, sống dạ. Quá con ơi. Một ngày mà ngoại bán cái này ngoại trừ chi phí vốn luôn mình còn được bao nhiêu ngoại? Ê, ê, đủ ăn à con ơi. Ít gì đó hả ngoại? Ừ, bán dạ. Ít gì tại ngoại bệnh nó không có làm được nhiều. Dạ, mà ngoại bán về thì ngoại có lo cho ai không? Bây giờ ngoại có mình anh ngoại à? À dạ, con cháu đâu hết rồi ngoại? Có cháu mà nó ở riêng, ở chồng con không có luôn mà ngoại à? À ngoại không có gia đình hả? Không. Dạ, vậy là ngoại ở con mình thôi ha. Ngoại có mình rồi con. Dạ. Gắn đi bán bậy bạ đó vậy con ơi. Dạ, hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. À. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. À. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là cô Dung ở tại Mỹ. Yeah. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thêm cái nữa hoàn cảnh của ngoại chỉ có một mình thôi. Thành ra ngày hôm nay con thay mặt cô ấy tặng cho ngoại một phần quà nho nhỏ, cũng ít đồng nhiều. À, cảm ơn con. Đây là tấm lòng cô Dung tặng cho ngoại ngày hôm nay nha. À, ngoại tím giùm con cơ ngoại được bao nhiêu? 500 con. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Ngoại mừng lắm. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với cô Dung không? Gửi lời cảm ơn cô Dung nhiều. Dạ. Cô Dung chúc ngoại ha sẽ phục hồi chúc được cô... sức khỏe được phần nào hay phần đó nha. Chúc cô Dung mạnh khỏe nha. Cảm ơn ngoại. Dạ. Chúc ngoại có bữa cơm ngon miệng. Xin phép chào ngoại nha. Chào con. Cảm ơn ngoại. Tôm của cá lại có một con cá đú nha cô chú chị. Đây là những cái dừa tôm cá thôi cô chú chị.
chợ này rộng thiệt luôn cô chú anh chị ha. Vậy là khu vực bán cá, bán thủy hải sản là ở bên khu vực bên đây. Đợi nắng lên mua khô có đẹp. Hình như là những người bán đồ rẫy với bán ngồi dưới đất là bán khu vực bên đây nè cô chú anh chị. Dạ con chào cô. Dạ cô bán rau hả cô? Dạ cô bán cho khách đi. Rau này là mình hái hay mình mua bán lại cô? Rau nhà hái. Rau nhà hái ha. Dạ. Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi cô? 54 hay. Dạ quá giỏi. Bình thường là tuổi này là cũng hơi hơi nghỉ ngơi rồi đó. Dạ. Dạ. Cái... dạ mấy rau này là cô hái bao lâu thì mới được bao nhiêu đây cô? Này hả? Dạ trong mà. Dạ vậy là coi như là ngày nào cũng có hen. Dạ mười ngàn đâu má mà quá trời luôn. Dạ thế vậy chứ rau này cũng như là rau thuốc ở nhà vậy đó. Dạ rau mấy cái vị thuốc á. Một ngày mà bình quân mà nếu mà cô bán hai ngày mà cứ được có 10 trứng á. Dạ ngày hôm qua có 7 trứng đó đó chứ thằng kia là 10 trứng mà có 7 trứng là nó kia đã hai ngày là có 10 trứng. Dạ để 2 ngày được 10 trứng. Dạ một ngày mà cô bán cái này mà mình trừ hết chi phí thì mình còn được khoảng bao nhiêu cô? 100 mấy, 200 gì đó. Dạ thì cũng ít vậy. Ngày ngày vậy đó. Dạ cũng ít vậy đó hen. Dạ thì mà cô bán vậy thì cô có lo cho ai không cô? Hả? Cô bán vậy cô có lo cho ai không? Hai chồng ăn lên vậy. Dạ hôm nay thì gặp cô là một cái duyên ha. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm đó là cô Dung ở tại Mỹ. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh mà lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như cô. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho cô để cho cô có bữa cơm ngon miệng cùng với gia đình của mình nha. Đây là tấm lòng của cô Dung ở Mỹ tặng cho cô ngày hôm nay. Dạ. Cô có nhận không? Cô phải dòm con không mới biết là cái gì chứ. Rồi vậy thôi cảm ơn cô, chúc cô duy hình sức khỏe mình nha. Ăn đi rồi biết cô mà mình ăn. Dạ. Nhận quà cô, mình thiếu nợ của cô đó. Dạ cảm ơn cô nha. Dạ chúc cô bán hết sớm về sớm nha. Dạ xin phép chào cô. Dạ con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì không ngoại? Bán ớt hiểm. Dạ ớt hiểm. Trời để trên đây đẹp dữ vậy nè. Mấy thúng không? Nhúng gì như vậy? 5. Nhúng nhúng có 5.000 quá rẻ. Dạ ớt này là ngoại trồng hay là ngoại? Dạ ngày nào cũng có bán không ngoại?
bữa nào cũng có bán. Vậy là chắc mẹ chồng cũng nhiều cây lắm phải không? Trồng trăm mấy chục cây. Trăm mấy chục cây dữ vậy mà. Ừ. Dạ. Mà ngoài bán đậu bắp chắc cũng đậu bắp nhà hả? Đậu bắp nhà luôn, đồ nhà không à. Ờ xong mà đậu bắp này nó tươi, nó dài dữ vậy nè. Bị gì nó to. Dạ. Ý, của mình của nhà. Dài hơn gan tay luôn cô chú anh chị. Mình trồng là mình trồng thưa thưa. Dạ. Mỗi tén. Đưa nhiêu? 10,000. Tao nói. Dạ. Được quay mừng quá, quá. Dạ. Ngoài năm nay ngoài được bao nhiêu tuổi rồi ngoài? 67. 87 nha. Dạ. Dạ một ngày ngoài bán cái này được 200,000 không ngoài? 150,000 nha. 150,000 vậy hen. Dạ. Mà ngoài bán về ngoài có lo cho ai không? Không. Dạ. Bán mình ăn. Không ai không có con cháu. Có hả? Tại ông thích ở với người ta. Dạ. Mình cũng như mình ở muốn như sống kì tự do 5,000. Dạ. Rồi giờ ngoài ông ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Ông ngoại mất 7 năm. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Dung ở tại Mỹ. Cô ấy thì rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại để cho ngoại bớt vất vả hơn. Cảm ơn nha. Trong cuộc sống này. Cảm ơn cổ nha. Dạ. Nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Khỏe. Dạ. Chúc cổ mạnh khỏe. Cảm ơn ngoại. Chúc ngoại có bữa cơm ngon miệng và giữ gìn sức khỏe. Vậy ha, bán hết sớm về sớm nữa chứ. Dạ. Con chào ngoại nha. Dạ. Tới đây là hết rồi cô chú anh chị. Để em quay trở lại. Dạ chào chú. Dạ. Chú lụm rau hả? Dạ dạ lụm. Dạ. Mà rau này chú lụm là chú bán lại hay là chú không phải, cái này sẽ chữa lại. Dạ, sửa chữa lại. Hôm qua thì nó màu vàng rồi. Dạ. Khách không chịu đâu, dạ. Phải màu xanh mới được. Dạ. Dạ dạ. Thì là cái này là chú bán ở đây ha. Dạ dạ. Dạ chúc chú giữ gìn sức khỏe nha. Dạ dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Con chào chú nghe. YouTube gì? YouTube của con là Khương Nhật Minh. Dạ. Con xin phép chào chú nha. Dạ dạ. Dạ. Dạ, Khương Nhật Minh. Mình mà bắt truyền hình thấy không? Dạ thấy, nhưng mà ngày mai mới thấy. Dạ. Đây người ta có bán những cây tre nữa của chú anh chị. Nói chung cái khúc dưới này thì nó cũng hơi là xa. Đây là một cái nhánh rẽ ở bên chợ. Em chuyển qua đi qua bên trong tập thịt hen. Em vô mình sạch thật nha cô chú anh chị. Được 2 cân đâu. Quá chợ đông vui luôn. Đúng là chợ dưới này nó có khác chứ.
Em đang vô chỗ này là chỗ cũng chỗ bán cá luôn mà nằm khúc trong. Khúc trong này có vẻ như sẽ hơi khó bán. Mãi khúc ngoài là em đi nè cô chú anh chị, khúc chỗ bờ kè bờ sông đó, trên đây là bán thịt. Bán thịt ở đây thì em thấy chắc khoảng là 10, chắc là chừng 20 sạp á. Chú tao mới cho chú ha, cho chú nước mắm ha, à mua ha. Dạ, vậy là chú mua được 5 chai nước mắm, thì là chú nhận được quà của nhà Tâm, chú mua 5 chai nước mắm. Rồi em xong cái khu thịt với cá, bây giờ em qua khu rau. Dạ, dạ cảm ơn ngoại. Dạ, cảm ơn ngoại. Để cho em đi tìm hướng nào. Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán bánh nè, bán bánh bò, bánh lợn, rau câu rồi à, bánh lọt rồi trứng cá, bánh rượu đồ đủ thứ xứ sáo. Dạ. Bánh này là cái này là trong đây là cái gì vậy ngoại? Cái này xôi giò, cái này xôi đường. Dạ. Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Ngoại 78 tuổi. 78 rồi hả ngoại? Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Cũng khỏe mới đi bán. Chúc mừng ngoại. Dạ, bánh này của ngoại là ngoại mua đi bán lại hả ngoại? Mặn ít ít nếp của con gái nó mặn rồi nó đem lại cho bán. Dạ. Bây giờ ngoại còn làm bánh nổi không? Nổi, mặn xôi, mặn bánh nùng rồi bánh được. Dạ. Một ngày mà ngoại bán cái này ngoại trừ hết chi phí thì mình còn được khoảng bao nhiêu ngoại? Cũng bán đắt thì cũng còn được vài 200 ngàn ế thì nó không tới. Dạ, ít vậy đó ngoại ha. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nghe. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Dung ở tại Mỹ. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Để cho ngoại để dành đó, để khi nào mà có đau nhức gì đó thì ngoại có thể dùng nó để mua thuốc. Dạ, thì đây là tấm lòng cô Dung ở Mỹ tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ, ngoại đếm giùm con coi ngoại được bao nhiêu? Được 4 tờ. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Trời ơi, bán 2-3 ngày mới được nhiêu đây nha. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với cô Dung không? Thì cũng cảm ơn cô. Dạ. Có lòng hảo tâm và cảm ơn nha. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe và bán hết sớm về sớm. Dạ. Ngoại ha. Dạ, vậy chứ cũng còn cái chuyện bán mỗi ngày á. Cảm ơn ngoại. Bệnh thì uống thuốc. Dạ. Rồi á đi chứ cũng không có dám nghỉ. Dạ. Con cháu mình nó đi học đi hành hết rồi không ai á. Cảm ơn ngoại. Con xin phép chào ngoại nha. Dạ. À, để em sẽ đi một cái khu ở đây trước một cái.
gạo ở trong bán nguyên một khu luôn. Cho ra ở dưới Duyên Hải này số lượng người Khmer nó không có nhiều bằng ở tại thành phố Trà Vinh nha cô chú anh chị. Thành phố Trà Vinh người Khmer bán ở chợ nhiều dữ lắm luôn. Chú anh. Dạ. Đây là cô chú anh chị thấy nguyên một cái quầy bán gạo luôn. Giá thì cũng thấy, em thấy nó cũng giống như ở Trà Vinh ha. Em lại ở đây bán 18. Còn gạo lớn. Dạ, con chào ngoại. Ngoại, ngoại bán gì không ngoại? Ngoại bán gì vậy? Bán xả bạc. Quán mà sao bầm ha. Dạ, mà năm nay ngoài được bao nhiêu tuổi rồi? 7 mấy rồi ha. Dạ, bây giờ nếu mà xã này bán hết thì được bao nhiêu ngoại? Hết vậy đó hả ngoại? Mà ngoại bán nhiều ngoại có lo cho ai không? Dạ, ở mình hả? Ông ngoại còn không ngoại? Dạ, con cháu không ngoại không ở chung hả? Dạ, ngoại ngoại được 73 chưa? Dạ, hôm nay thì chia sẻ với ngoại nghe. Bữa nay ngoại bán cho con bao nhiêu tiền xả bầm đây đi. Ngoại đếm giùm con đâu có, với. Đâu có đủ. Dạ không đủ nhưng mà cứ bán đi. Thôi dạ. Đi thôi trời. Mua nhiều mà không bán luôn. Mua nhiều không bán. Đây con chia sẻ với ngoại. Bữa nay á là con thay mặt cô Dung, là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại. Để cho ngoại không nhận đâu, không ấy đâu. Dạ ngoại không nhận luôn phải không? Dạ thôi cảm ơn ngoại. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Một, hai, ba. Năm, sáu. Dạ, cảm ơn cô. Giờ tới sáu bảy sạp. Đây hình như có vẻ như những người chỉ số người ta không có đụng nhau không cô chú anh chị. Ra em đi nãy giờ thấy cũng khá là trật tự.
Dạ, con chào cô. Cô năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 60. Dạ, rồi cô bị bệnh gì vậy? Bệnh đường. Bệnh đường hả? Rồi cô người Khmer hay người Việt? Người Kinh. Dạ, rồi bây giờ hiện tại là cô đi xin hả? Dạ, sao cô không đi bán gì mà cô đi xin? À, cô hiện tại đang ở với ai? Dạ, cũng ở nhà mà đi xe chờ đợi xin tiền. Dạ. Ông xã của cô còn không? Xã mất nay 3 năm rồi. Dạ, còn con cháu có ở chung với cô không? Con cháu có ở chung với cô không? Ở chung, dạ. Nó đi mừng thì không có gửi tiền về. Một ngày cô xin khoảng được bao nhiêu? Một ngày cô xin được cũng là 200. 200 ha. Hôm nay gặp cô là cái duyên ha. Con sẽ xin phép cô Dung là một nhà hảo tâm ở Mỹ sẽ tặng cho cô phần quà nha. Dạ. Thì cổ ít lòng nhiều. Đây là tấm lòng cô Dung ở Mỹ tặng cho cô. Bữa nay cô nhận được phần quà, cô cảm giác như thế nào? Cô nhắn gửi gì với cô Dung không? Hả? Cô cảm ơn cô Dung đi. Cái gì? Cô cảm ơn cô Dung đi. Cái gì nữa rồi? Thôi con chào cô. Bye bye. Mười ngàn cây súp bình thường, mười ngàn cái bao là bún đáo, mười ngàn cái bao chim trống, 10 ngàn, 20 ngàn bọc bao thực phẩm, 20 ngàn. Khu này là nãy em đi qua này cô chú gì? Đây là khu bên đây là khu bán bánh ha. Tuyệt vời. Dạ, con chào cô. Thì cô ơi, cô bán gì vậy cô? Dạ, bánh này là cô làm hay cô mua bán lại? Làm nhà. Dạ, cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi cô? 60. 60 ha. Một ngày mà bây giờ một ổ bánh bò thì cô bán bao nhiêu cô? Bán 25 ngàn. Có 25 ngàn thôi. Vậy thì chắc cô lời cũng đâu có bao nhiêu. Bữa được 100 mấy. Dạ, cao lắm là được 100 mấy ha. Còn cô bán gì cô có lo cho ai không? Con lớn rồi nó đi làm hết rồi, nó có vợ có chồng hết rồi, tư riêng hết rồi. Dạ. Ở nhà có hai chồng. Dạ, ông xã cô được bao nhiêu tuổi rồi? 65. 65 ha. Vậy là bán vậy là cô với ông xã là dùng nhau ha. Dạ. Hôm nay thì gặp cô là cái duyên ha. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt cô Dung là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ sẽ tặng cho cô một phần quà nho nhỏ để cho cô có bữa cơm ngon cùng với ông xã của mình nha. Dạ, thì đây là tấm lòng của cô Dung. Chúc cô sức khỏe và mua may bán đắt nghe. Dạ. Dạ, cô nhắn gửi gì với cô Dung không? Đi, cảm ơn cô Dung đi. Dạ. Dạ, chúc cô bán hết sớm về sớm để có bữa cơm ngon cùng gia đình nha. Xin phép chào cô. Cơm phở, hột tiếu, bánh canh, bún riêu, bán chuối, bán khoai, bán bánh ở khu vực bên đây. Nói chợ này quá là dài luôn á con chú chị em. Dạ con chào ngoại. Hôm nay bán gì à ngoại?
nhỏ ở Hầm Với Xôi. Dạ. Ngoài năm nay ngoài được bao nhiêu tuổi rồi? 62. 62 bằng cô thôi ha. Dạ. Một ngày mà cô bán cái này á, là cô làm ở nhà hả? Làm ở nhà. Dạ. Một ngày trừ hết chi phí thì mình còn được bao nhiêu cô? 200 ngoài. Dạ. Còn một mình đóng tiền chợ là hết bao nhiêu cô? 10.000. À vậy cũng rẻ đấy ha. Ừ. Dạ. Cái này là xôi đậu đen hay cô? Cái này xôi nấu than, này đậu xanh, đậu thầm. Dạ. Nếp than. Dạ. Hôm nay thì gặp cô là cái duyên nha. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Dung ở tại Mỹ, sẽ tặng cho cô phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Của ít lòng nhiều. Cô Dung chúc cô sức khỏe và có bữa cơm ngon miệng cùng gia đình nha. Dạ. Cô cảm ơn con luôn. Dạ, cô nhắn gửi gì với cô Dung không? À, cho cô nói là cô cảm ơn cô Dung nhiều lắm. Dạ. À, có dịp nào cô gặp lại. Dạ. Chúc cô và gia đình có bữa cơm ngon miệng. Dạ. Trong ngày hôm nay ha. Xin phép chào cô nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi em vô trong cái quầy ăn uống trước nghe cô chú chị. Em mời cô chú anh chị vô cái chỗ ăn uống nha. Uống thì khá rộng để em vô. Em lên trên thấy mới được. Em thấy người ta bán cà phê là nhiều. Vậy là ăn uống có hai khu là cô chú anh chị, khu đó và khu bên đây nữa. À, ăn vô quay kỳ quá. Rồi à, để em mời cô chú anh chị cùng đi tiếp chung với em nha. À, bên đây còn một con người hơn. Mấy cái khu mà đông đúc nhất với người lớn tuổi mà em có thể gặp nhiều nhất thì em cũng đã đi rồi á. Xem ra là kiosk ở dưới thì xã Duyên Hải này còn trống rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Tại vì khu chợ rộng nhưng mà người bán cũng đông đó, nhưng mà khu chợ này rộng quá đi. Đó, mình đi thử bên đây một cái. Khu ăn uống. Đây là khu ăn uống thứ hai. Nếu mà từ ngoài đi vô là khu ăn uống đầu tiên. Trống nhiều quá. À, bên đây thì người ta bán lòng chiên. Em thấy người đi chợ với chợ Duyên Hải này cũng không đông cô chú anh chị. Thì như em có chia sẻ từ đầu á, em cảm nhận là mật độ dân số ở đây cũng không có quá đông người vậy. Em không biết dưới đây bao nhiêu mà em cảm giác là vậy á.
Thành ra là trong cái việc mua bán thì em thấy người bán với người mua nó cũng chắc cũng chênh lệch nhau không có nhiều lắm á. Đây kia tấm cửa không luôn á. À, tìm qua bên đây. Rồi nghe là em chọn cái khu vực để em đi trước là đúng luôn chú anh chị. Mình đi ra tới ngoài rồi. Đây có hai tiệm hớt tóc. Dạ rồi, thì theo như những gì em cảm nhận thì chính xác luôn là chợ Duyên Hải cũng không có quá đông người luôn đó. Một cái cổng chợ đó quý vị có thể thấy đó. Đây là tuyến đường. Bây giờ thì em nghĩ chắc khoảng 7 giờ, không biết được 7 rưỡi chưa, chắc chưa tới 7 rưỡi, 7:15-20 gì đó. Đây rồi. Rồi em sẽ tổng kết lại số tiền nha cô chú anh chị mà em còn giữ của cô Dung. Còn bát qua thì em sẽ chưa có sử dụng tới. Em coi còn bao nhiêu số tiền của cô Dung. Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, ba, mười bốn, hai mươi lăm, sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai. Là em còn 3,2 triệu của cô Dung trong số tiền 200 đô. Là em gửi có 1,9 triệu của cô Dung thôi. Dạ. Thì chân thành cảm ơn tấm lòng của cô Lucy, cô Quý và cô Dung đã hỗ trợ cho bà con khó khăn ở tài trợ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh trong buổi sáng ngày hôm nay.
Và cũng không quên, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị cũng như nhà hảo tâm sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ.